nhờ cặp một thân một chầu nè, không có cặp một thân một chầu này đừng có mong mà ai đi cái gì mà được cơ như vậy. Nói chuyện thật là chú là tín nhiệm cặp một thân một chầu này dữ lắm luôn á, chú mê dữ lắm, mê luôn. Quá dàn đũa quá đẹp. Làm gì phải có bản lĩnh, phải tin tưởng mới được chứ, không có bản lĩnh không tin tưởng đâu có làm ăn được. Trời ơi, bây giờ mỗi một ngày nào mà chú đi đâu hay chú ra clip rồi là chú Năm biết liền, 15 phút sau là thay liền. Mà coi dữ lắm, mình mê, cái nghiệp của mình nó có nhiều đấy. Bóng ghê thiệt. Cái này rút nước hơi tí mà chú cho cái đó là bài bản theo nông dân mình, nó đứng là dặm tỉa xong xả độc để ra hết rồi cho nó bắt dễ đứng đàng hoàng, mình hả vô nước lại xả phân cứ phút lệnh đúng bài bản luôn. Dạ quá ngon. Vậy đi mà bởi vì hỏi chú mà không mê không mà không theo thì được, so với anh em ta là mình tí kè lạc đét, cái nào vừa nhờ mà cái mình nấu chứ. Xin chào bà con, chào bà con đến với kênh Làm Nông cùng iFarm. Cái khu vực mà Lương đang đứng là thuộc là xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp nha bà con. Cái trà lúa của bà con ở đây thì trễ hơn những khu vực khác của Cao Lãnh thì hiện tại trà lúa chỗ rồi. Đối với cái trà lúa ở Nhị Mỹ, ở khu vực mà Lương đang đứng nè thì nước quá nhiều, nên là bà con ở đây là xạ lại tương đối là chậm. Tôi cũng có mấy ý kiến gợi lên cho bà con thế này. Dạ. Lúa này hôm đó xạ nó cũng bị sặc nước. 2 ngày lúa nó mới bình tĩnh, mới xạ sử dụng được cạch mập thân mập chồi. Tới 4 ngày xạ 7 kg UG. 7 kg UG rồi tới 16 ngày xạ 16 kg nữa rồi tới 20 ngày dặm tỉa. Thế là tới hôm nay là 23 ngày đó. Dạ. Lúa nó được thế này. Cũng tin tưởng là nhờ cạch mập thân mập chồi đó, bà con là ai cứ làm thì cứ lại coi miếng lúa của chú Năm đó là nhảy vô đó, cứ làm chú Năm hỗ trợ thêm cho. Dạ. Ví dụ như có cạnh gì thì mình dằn kali. À. Dằn kali hoặc dằn phát lo rồi chút đỉnh gì đó. Dạ. Năm nay có cạch mập thân mập chồi thì mình tin tưởng ảnh nở với anh ăn phát triển, sau là không có dằn cái gì hết. Dạ. Là buông tha luôn. Ví dụ như cái mình không xài cạch mập thân mập chồi này, mình cứ 10 cái mình xài 20 cái phân. Vừa bằng xài cặp hợp thân chầu này mà xạ 15, 17 kg phân là có thể đẹp hơn, bảo đảm hơn. Yeah. Thì lúa nó gần tốt hơn, đẹp mà nó không có đổ ngã gì hết. Yeah. Cứ để nó ăn sâu, với cái lá nó phát triển, cái lúa nó đạt hơn. Yeah. Chúng em có xài cặp hợp thân chầu rồi nhổ là lúc nào cây lúa mình cũng có đất hết, nó không có gần nước ra. Tức là bộ rễ nó phát triển như thế nào? Bộ rễ nó phát triển, sâu cho nên nó mới ăn được thế này. Bởi vậy cái cây nó mới lực nè. Bà con người ta xài 25 kg phân, mình có 17 kg mà lúa mình thế này là sao mà không nhờ cặp thân mập chậu này được. Đã tin tưởng 100%. Thì bà con cứ làm thì vô làm để mình cho cái lúa mình nó phát triển, nó đỡ chi phí mình có mình sống thôi chứ không gì trơn. Cái này là cũng năm làm đạt thì nói lên chứ không có giới thiệu cho công ty nha. Tại vì những bà con khác cũng cực khổ giống như mình thôi. Có xài đạt rồi mới nói lên chứ còn chưa xài là không dám nói. Không dám nói. Đây. Thì đối với cái đợt này chú Năm đi một cái đợt phân nữa nha bà con, để nuôi những cái trò này nè. Nó hiện tại 17 kg thôi. Là bây giờ là chủ yếu là cần đo cái lượng dinh dưỡng để mà nuôi những cái trò này. Rất là đã nha bà con. Để tới Đông Đồng Lương sẽ quay lại cho bà con xem. Bà con cứ xịt cho Lương là 50c với một gói nha, trên công 1.000 m2 á. Thì đối với những bà con mà xài công lớn á thì Lương sẽ quy ra công nhỏ để mà đủ lượng thuốc nha bà con. Đối với thuốc phẩn, thuốc đậu ôn, thuốc sâu cũng vậy hết nha bà con. Thì Lưng sẽ, bà con mình báo công lớn, Lưng sẽ quy công nhỏ để mà xịt đủ lượng thuốc trên 1.000 m2. Thì cái hiệu quả nó sẽ đạt ở mức tối đa nha bà con. 23 ngày, thì đối với chú là mới bón có 17 kg nha bà con. Đối với cái dàn lúa mà Lưng đang quay cho bà con xem nè, chú xạ là 20 kg trên công lớn nha bà con. Và cái lượng phân mà Lưng nói với bà con mình 17 kg đó là tính công lớn nha, 1296 á. À, một số bà con nào mà làm cái vụ đông xuân làm lại cái OE18 á thì có thể là đánh giá dùm cho Lưng cái dàn lúa này nha, 23 ngày. Đối với cái lượng giống 20 kg á thì tỷ khu vực mà bà con quản lý ốc được nè, chuột, tức là những cái loại dịch hại á mà bà con quản lý được á thì bà con có thể là xạ lượng giống là 17-18 kg vẫn được. Lưng nói đó là xạ dày, cũng không có nói xạ thưa cũng không nói xạ dày, chủ yếu là cái dịch hại trên ruộng để mà giữ được cái số chồi nha bà con. Bởi vì á, khi mà bà con xạ thưa mà bị mưa ngập nữa thì bà con sẽ tốn rất là nhiều công để mà dặm lúa. Thì cái giải pháp mà thường là Lưng đi Lưng nói với bà con xạ dày xạ thưa cứ kết hợp mà thâm hợp chồi đi bà con. Cái đợt phân đầu chú Năm đi với bà con là chú đi ở giai đoạn lúa 14 ngày nha, tương đối là trễ bà con.
Rồi chú giai đoạn lúa 12 ngày là chú xịt màu thơm mập tròi, 14 ngày chú đi phân. Là chú điêu ghê không à. Rồi đến 16 ngày là chú đi thêm 10kg 16-68 nữa bà con. Thì hiện tại vàng lúa này dặm cấy tới nay nè 23 ngày nha bà con. Sau phun xịt đã tính tới thời điểm hiện tại là tầm 10 ngày bà con. Thì bà con xem đánh giá vàng lúa dùm cho lưng nha, rất là bóng luôn nè. Thông qua video bà con có thể xem đó. Đối với cái vụ đông xuân này, nhiều bà con xuống giống á, thì bà con làm cái đài thơm nhiều hơn là V18. Còn đối với khu vực Đồng Tháp, cái vùng của lưng á, thì bà con trồng cái OM18 là 3 vụ luôn. Nên là lưng được tiếp cận cái OM18 khá là nhiều. Nếu bà con mà chấp nhận đi cái humic thì bà con phải chấp nhận cái phơm cây nó cao. Còn khi mà bà con kết hợp với cầm mập thân mập chọi không á, lưng đảm bảo cái dàn cây rất là cứng cáp và cái phơm cây nó không có cao đến mức độ mà giống như bà con đi humic đâu. Đối với mà cái việc mà kết hợp cái humic á, đối với những cái dàn đất gò thì nhiều bà con kết hợp cũng rất là thành công. Còn đối với những cái dàn đất lung á thì lượng khuyến cáo bà con đừng nên đi cái humic, chỉ cần kết hợp cái mập thân mập chòi thôi và đừng đi cây lúa luôn. Đối với lúa V18 á thì lưng làm á là chưa có dàn lúa nào sạp hết, trừ khi mà những dàn đất lung bà con kết hợp thêm cái humic thì cái dàn cây nó sẽ nhóng tương đối là cao. Ở lưng đi thực tế nhiều bà con chen vô bà con xài thì lưng thấy cái vấn đề đó. Thì lưng nhắc với bà con nha, nếu mà bà con kết hợp thêm cái humic ở giai đoạn lúa nhỏ thì phải chấp nhận cái dàn cây nó cao. Còn mà khi mà bà con kết hợp với cầm mập thân mập chòi không á thì cái dàn cây nó rất là cứng mà còn rất là lực, cực kỳ lực luôn. Và nó sẽ rất là cứng cáp. Như bà con xem nè, giai đoạn lúa nhỏ nè, nhưng mà cái phơm cây rất là cứng. Đối với chú á, thì cái vụ vừa rồi chú có kết hợp một số sản phẩm của iFarm ở giai đoạn lúa chỗ. Còn đến cái vụ đông xuân sớm này nè, chú kết hợp thêm với iFarm với cầm mập thân mập chòi nè. Đây. Ở chú nói là chú coi clip lưng rất là nhiều và chú tin tưởng tuyệt đối luôn, nên là chú không có kèm thêm bất kỳ cái loại thuốc dưỡng nào hay là humic gì hết. Bình thường chú nói đối với những cái dàn lúa của chú nè, lưng thấy là tương đối là hơi gò nha bà con, nhưng mà điều nước được. Thì tính ra là dàn lúa là tốt đó, tức là không gò không lung. Thì chú không đi humic thêm nha bà con, không đi thuốc dưỡng luôn, chỉ kết hợp mập thân mập chòi thôi. Thì lưng dự trù rồi, cái đợt này chú đi thêm một đợt phân nữa để mà nuôi những cái chòi này nè. Thì tầm khoảng đón đồng luôn, tầm khoảng 12-13kg là tầm khoảng 40-45kg đô lại nha bà con. Bình thường chú nói là phải bón từ giá là khoảng 60-65kg. Thì vụ này lưng thấy nếu mà cái mã lúa hiện tại như dàn lúa mà lưng quay cho bà con nè, thì đi một đợt phân nữa để nuôi chòi và một đợt nữa để nuôi đồng là tầm khoảng 45, tối đa là 45kg đô lại, công lớn nha bà con. Tại cái vụ đông xuân thì làm cho dàn lúa nó đạt ở cái mức đỉnh điểm đi. Và bộ ghế nè, bộ ghế rất là im nha bà con. Và cái tỷ lệ nở chòi nè, những cái vị trí thưa nở cực tốt. Những cái bà con nào mà đã kết hợp cầm mập thân mập chòi thì bà con để ý đi, cái màu sắc, cái màu sắc lúa rất là đẹp nha bà con. Cái bộ lá rất là đẹp và nó sẽ cầm màu rất là bền, nó không có hực cái mà nó xuống vàng luôn. Đối với cái việc mà quản lý nước thì thường là cái cách lưng làm như thế này nè. Đối với những dàn đất gò thì bà con mình nên giữ nước đi, tại vì đất gò hoặc là đất cát á, cái lượng nước thất thoát rất là lẹ bà con. Có khi bà con cho vô lúa là tầm khoảng 4 ngày là nước nó thoát hết rồi, thì cây lúa nó sẽ không có đủ lượng nước để mà nó nở chòi, nó phân chia tế bào, nó không có mập được nha bà con. Còn đối với những cái dàn đất lung á, thì khi mà bà con dặm cấy xong á, thì có thể là bà con cho ra 2 ngày. Tức là cái mục đích là mình thả chất độc ra ngoài thôi. Chứ giai đoạn đó bà con đừng có để cho ruộng khô, thả chất độc ra ngoài đi. Vừa gáo, rồi bà con cho nước vô, bà con tiến hành bón phân nuôi chòi là cái hiệu quả tuyệt đối, cái hiệu quả tối đa luôn. Thì chú và chú cho nước ra từ từ nè. Thì những cái phần dặm cấy nó đã mất rễ lại rồi. Và mình kết hợp. Thì đối với cái đợt tiếp theo này nè, là chú vẫn kết hợp mập thân chòi chú xịt một lần nữa. Rồi đầu chú đi phân luôn để mà nuôi chòi. Thì cái dàn lúa nó sẽ rất là tuyệt vời bà con. Thì đợi một khoảng thời gian nữa, đến thời gian đóng đồng đi, lưng sẽ quay lại cho bà con xem dàn lúa này như thế nào.
dàn lúa quá đẹp luôn mà con ơi, ở giai đoạn lúa nhỏ nè. Bà con nào làm nguyên 18 có thể là đưa ra cái nhận xét của mình nha. 17 ký phân, công lớn nha bà con. Thì đối với diện tích của chú ở đây á, thì cũng là 4-5 hectare, tương đối là nhiều ở khu vực này nha bà con.